Hai, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi quay lại cho con đường Đặng Văn Minh, quận Thủ Đức. Đây là mình đang rẽ từ đường trong thành xa lộ nội vào đường Đặng Văn Minh, và nó sẽ đụng ngay một cái trạm xăng đó, mà theo gần đó sẽ có rất nhiều taxi nha. GDV nè, máy tay nè các bạn. Còn ở bên phải á, là cái phường Bình Thọ á, cái khu mà nhậu với lại cà phê á, nổi tiếng của phường Bình Thọ đâu này nè. Còn đây là chùa gì em quên mất. Đường rộng, rất rộng luôn nha các bạn. Nệm trang ra cuối. Đây, phía trước là đường Hòa Bình nè, cái đó nó sẽ có những cái nhậu, quán bia tuyết, bia Pfizer, ai là nhà mấy chuyện thống nhất này nha các bạn, rất là ngô, đây là quán nhậu nè, hải sản. Đây là đường Công Lý. Đó, ở đây là Sanofi nè các bạn, công ty Sanofi. Còn đối diện của nó là trường đại học kiến trúc, cơ sở máy mình quên mất rồi, nói chung là cơ sở Bình Thọ đó. Còn ở bên trái còn thấy nó có đường rẽ đó, nó đường số 4 á, đường nó thì rẽ vào là cái công ty Vinamilk á, Vinhome á, bây giờ người ta đi làm thì đi lắm. Có bát mới xanh nè, đồ ăn cũng nhiều, cũng nhiều chứ không nhiều lắm. Quán Basio nữa nè, Basio người ta mới xài á, hồi trước là quán cà phê Pháp, rồi mình chắc mua bán là không còn lợi nên là đổi. Bên nhà nó có những cái chuyện là AK Center nè, cái ngọn chữ điện thoại nó tính đấy, nó cũng uy tín lắm. Đây là dân chủ, đó bạn thấy chung cư không? Đó phía trước là chung cư này, chung cư này nghe nó mắc lắm, 3 tỷ mấy là 4 tỷ á. Chung cư Moonlight nha các bạn, chung cư đi mới xây khoảng 1-2 tháng này thôi. Đó có quán cà phê này rộng lắm này, quán cà phê gì? Bacio Coffee. Ở trong này nó có một cái hộp cá đó, cái gì của Nhật Bản còn quên mất tên rồi, cái gì bự á. Đây cũng là Sanofi nè, cái cơ sở khác. Còn bên trái là quán karaoke Lion sư tử, cái cảnh này các bạn, bò tơ Tây Ninh. Gần đây cũng có một quán tiệm bonsai, rồi gì Highland Coffee, rồi Coffee House, nói chung là cũng đủ hết. Đồ gà nướng, gà rán các bạn, Otoke Chicken đấy. Đó đây cho cái cảnh ở đây này, tiệm bia xe là có luôn nha, có cửa hàng siêu thị mini luôn, có đầy đủ. Có chỗ cho vay tiền nữa nè, cái 48 này, ai có cái sai đấy các bạn. Đó, có cái sai không này. Rồi, còn ở bên này đó là trường mầm non Cần Quyên. Các bạn thấy đường số 9 không? Cái đường nó lẻ vào bên trong chợ á. Rồi phía trước này các bạn nhìn trái á, nó là trường cao đẳng Thăng Hoa gì đó. Rồi đi coi nữa. Xem cao đẳng Nhân Tốc Nhân Dân. Viễn thông này đóng cửa rồi nè.
rồi thì phía trước là cái đường Võ Tấn Ngân các bạn, cái trong là hết đường nhà Văn Bi luôn á đó. Đó mà thấy công an đứng ngay đó không, nhìn họ đứng luôn á. Rồi thì đó là cái đường nhà Văn Bi nha, mình đã qua lại cho bạn xem, thì mình hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.